Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series bài tập cho mẹ bầu. Và mình là một huấn luyện viên đã được 10 năm rồi. Và hiện tại thì mình cũng đang có em bé và bây giờ là tuần thứ 34. Mình chỉ còn một tháng nữa là mình cũng đã lên bàn để mà mình sinh em bé rồi. Thế nhưng các bạn thấy là mình vẫn có một sức khỏe rất là tốt, bởi vì là mình đã tập luyện đều đặn đấy. Nên là các bạn hãy cố gắng theo cái series này cùng với mình nhé. Ở series này đã có sẵn bài tập và chế độ ăn uống để các bạn có thể follow theo rồi. Nào, bây giờ thì ngày thứ tư, ngày này sẽ là ngày nhẹ nhàng nhất. Ngày chúng ta sẽ được thư giãn tất cả các nhóm cơ và tránh cho trường hợp mà mình bị đau lưng hay mỏi lưng. Và mình sẽ mở được phần hông để giúp cho các bạn có thể hỗ trợ cho việc sinh đẻ nhiều hơn. Còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào bài tập ngày hôm nay nhé. Let's go! Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ cần hai dụng cụ. Thứ nhất là hai chiếc gối, các bạn có thể tìm thấy tại nhà nhé. Còn đây là dụng cụ, là một chiếc gạch tập yoga. Các bạn có thể tìm kiếm ở trên các cái nền tảng bán hàng điện tử để mua. Nó rất là rẻ, thôi có mấy chục nghìn một cái thôi, nhưng mà nó cực kỳ hữu hiệu. Còn hiện tại nếu các bạn không có thì chúng ta có thể bỏ qua cái này. Mình có thể kê tạm bằng gối với những bài tập mà mình có sử dụng phần gạch này cũng được, không sao cả các bạn nhé. Nhưng mà nếu mà có thì nó cũng sẽ dễ dàng cho các bạn cảm nhận và luyện tập hơn, được không? Ok, còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào luôn. Nào, tư thế đầu tiên thì mình sẽ kê một chiếc gối xuống dưới và mình sẽ để chéo như thế này để các bạn có thể đặt phần mông của mình vào giữa cái gối nhé. Chúng ta sẽ ngồi xuống. Và ở tư thế này thì các bạn sẽ thấy là khi mà mình ngồi, mình chạm toàn bộ hai cái phần đầu gối của mình xuống sàn thì nó rất là dễ chịu, nó dễ chịu hơn rất nhiều các bạn nằm, các bạn ngồi mà không có phần gối. Thì các bạn sẽ cảm thấy là phần lưng của mình thẳng hơn này, người ngồi thẳng hơn này. Và đây cũng là cái cách mà để những người mà ngồi thiền ý, thì họ ngồi thiền cho thật sự là thoải mái và đỡ đau chân hơn nhé. Ok, với bài tập này thì đầu tiên mọi người sẽ làm nóng và giãn toàn bộ cái phần cổ của mình. Mình xoay thật chậm này. Chúng ta xoay tròn cổ. Chậm và mình xoay rộng cái biên độ của động tác nhé. Ok, đổi bên ngược lại. Xoay chậm và xoay thật rõ biên độ động tác, mình giãn hết cỡ phần cổ của mình. Rồi, rất là tốt. Nào, mình sẽ đến động tác tiếp theo. Chúng ta sẽ hạ một tay xuống và mình vươn tay còn lại lên cao và nghiêng sang. Chúng ta không cần phải nghiêng quá nhiều phần eo, nhưng toàn bộ phần vai lưng của mình này được kéo giãn hết cỡ về phía bên trái. Mình cảm thấy được giãn toàn bộ cái phần lưng ở bên trên của mình. Với những bạn bầu thì chúng ta phải giữ phần bụng lại nhiều hơn, nên là mình không cần phải đổ người xuống quá sâu nhé. Mình chỉ cần giãn được toàn bộ phần cánh tay, vai lưng là được. Tương tự, chúng ta đổi bên. Thẳng tay vươn lên hết cỡ và nghiêng sang. Cảm nhận toàn bộ cái phần tay vai này được giãn ra rất là sướng. Ok, rồi rất tốt nào. Mọi người sẽ đặt tay vào phần đầu gối, giữ thẳng lưng này, mở ngực và mắt nhìn về phía sau. Tương tự, đổi bên ngược lại, chúng ta đặt tay vào đầu gối và xoay mắt nhìn về phía sau, thẳng lưng nhé, tránh bù phần lưng của mình, mà mở ngực và xoay vặn. Mình không cần phải xoay quá nhiều đâu, chúng ta chỉ cố gắng là xoay vặn phần vai lưng càng nhiều càng tốt. Rồi, rất là tốt, quay trở về. Nào, bây giờ thì mình sẽ bỏ tạm phần gối ra.
các bạn hãy duỗi co một chân và duỗi thẳng một chân. Mình sẽ tập trung vào cái phần hông của mình để giãn mọi người nhé. Với những mẹ bầu mà bụng to thì mình cần phải có cái chỗ để cho mẹ bầu có thể thoải mái, để mình có thể hạ người xuống. Vì vậy là chúng ta sẽ để hai cái gối phía trước người như thế này cho nó thoải mái nhất này. Và các bạn hạ người xuống nhé. Cảm nhận toàn bộ cái phần hông của mình được kéo giãn ra. Thở và thả lỏng. Tương tự, chúng ta cũng đổi bên ngược lại, co chân lại, duỗi thẳng chân còn lại, mở hông, để hai gối ở phía trước và mọi người tì, thả lỏng. Những bài tập mở hông như thế này rất tốt cho việc hỗ trợ cho việc chúng ta dễ sinh đẻ hơn. Vì phần hông của mình nó sẽ được dẻo dai hơn, nó thoải mái hơn rất là nhiều. Các bạn cũng tránh được những cái vấn đề về đau lưng nữa. Rồi, nào bây giờ chúng ta sẽ duỗi thẳng cả hai chân ra, mở rộng hai chân. Tương tự mình cũng làm như vậy. Ở bài tập này mình sẽ cố gắng giữ ngực mở nhé. Chúng ta không đóng người lại như thế này, mà mình mở ngực ra thì nó sẽ cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn cho phần lưng của mình rất là nhiều. Kê gối như thế này nó cũng sẽ không bị tạo áp lực quá nhiều vào phần lưng của mình và phần bụng của mình nữa. Nó sẽ có nơi để đỡ cái phần bụng bầu của các bạn. Hạ người xuống sâu hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cố gắng hạ người xuống càng sâu càng tốt nhé. Vẫn giữ một khoảng trống ở phần bụng của mình. Thả lỏng. Cảm nhận toàn bộ cơ thể được kéo giãn ra, thư giãn và thả lỏng. Ok, rất là tốt. Chúng ta quay trở về này. Nào, bây giờ mọi người sẽ cần đến cái phần miếng gạch này của mình. Được chưa? Sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ chống miếng gạch ở giữa. Các bạn có thể để miếng gạch nằm hoặc là thẳng lên, tùy vào mức độ cảm nhận của mỗi người. Mình sẽ chống một tay lên miếng gạch và một tay còn lại mình sẽ mở ra. Giãn toàn bộ phần lưng vai. Nếu các bạn không có miếng gạch thì các bạn có thể chống thêm một cái vật gì đấy nó cao một chút nhé mọi người nhé, để tránh trường hợp cái bụng của mình nó bị dốc quá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ giữ nguyên tay, bước một chân lên. Tương tự y như vậy, mình sẽ ép và kéo giãn. Nào, vươn người lên cao. Ok, chúng ta sẽ đổi bên ngược lại. Co gối. Để tay vào giữa. Nhấn thẳng cườm bàn tay của mình vào miếng gạch và xoay vặn. Nào, chúng ta sẽ bước chân lên. Tương tự.
mở ngực nhiều hơn. Rồi, rất tốt, quay trở về. Các bạn chống thẳng hai tay, co đầu gối, từ từ về tư thế Down Dog. Mở rộng hai đầu gối ra ngoài. Rồi, từ từ chúng ta bước lên. Hai tay của mình chống dưới sàn, hai chân mở rộng bằng hông. Và mọi người sẽ chống thẳng viên gạch dậy này. Và từ đây mình nhấn hai tay vào viên gạch và giãn toàn bộ phần lưng của mình. Đối với những ai mà chúng ta không có cái bục để tập cái miếng tập này thì mọi người có thể chống hai tay vào phần đầu gối và giãn ra như thế này một chút, bẻ phần lưng của mình. Rồi, rất là tốt, chúng ta đến với động tác tiếp theo. Mình đặt một miếng gạch ngầm xuống và từ từ đặt phần hông lên. Chúng ta ngồi ở tư thế thả lỏng, đẩy hông. Và nếu mà ai mà tập lâu rồi, các bạn có thể ngồi cao hơn, cảm nhận toàn bộ. Mình sẽ ngoài ngồi quay về phía trước để cho các bạn có thể nhìn rõ nhé. Nào, chúng ta ngồi thẳng và chắc chắn lên tấm gạch này. Hai chân mở ra ngoài này, bẻ phần lưng ngực của mình này. Giữ lại ở đây một chút. Bài tập này các bạn sẽ cảm thấy phần lưng phía sau của mình được giãn rất là nhiều. Và đây là một bài tập mình cực kỳ thích. Nếu các bạn không có cái miếng gạch để hỗ trợ như thế này thì các bạn có thể ngồi lên trên cái gối của mình, miễn sao nó thật là cao thì các bạn có thể cảm nhận tốt nhé. Rồi chúng ta duỗi thẳng hai tay ra. Và từ đây thì mình vừa hít thở, vừa mở, đẩy đầu gối ra ngoài, đồng thời mở ngực và giữ, thở thả lỏng. Lặp lại này, hít vào, mở gối, mở ngực. Thả lỏng. Rất là sướng đúng không? Cho mình một lần nữa. Ok, hít thở thả lỏng rất là tốt. Hướng mũi chân về phía trước, từ từ đứng thẳng dậy. Và chúng ta quay trở về với mặt sàn nhé. Các bạn hãy dùng miếng gạch này lót ở dưới và kê thêm một chiếc gối ở trên như thế này. Hoặc nếu không thì chúng ta cũng không cần đâu. Mọi người chỉ cần kê hai chiếc gối lại với nhau thôi. Ở tư thế này, mọi người sẽ đặt cái phần lưng giữa của mình lên trên chiếc gối. Và từ từ thì mình sẽ nằm hạ toàn bộ phần lưng lên trên chiếc gối và thả lỏng. Ở đây mọi người sẽ cảm thấy cái phần lưng dưới của mình được kéo giãn ra cực kỳ là thoải mái. Chúng ta co hai gối lại, từ từ mở đầu gối ra ngoài, hai lòng bàn chân chạm vào nhau và nhấn. Các bạn hãy cảm thấy toàn bộ phần cột sống của mình được kéo giãn ra cực kỳ thư giãn. Hai tay chúng ta ôm lấy phần khuỷu tay này và vươn hết cỡ qua đầu. Chúng ta cố gắng nhấn phần đầu gối của mình hướng xuống sàn và giãn. Hãy cảm nhận toàn bộ cơ thể được kéo giãn ra cực kỳ thư giãn và thoải mái. Đây là động tác mà mình thích nhất ở trong cái bài tập giãn cơ
bởi nó đem lại một cảm giác cực kỳ dễ chịu và nó cũng hỗ trợ cho việc giảm đau lưng. Các bạn có thể cảm nhận toàn bộ phần cột sống được kéo giãn ra rất nhiều. Rồi, chúng ta khép đầu gối lại và một lần nữa mình duỗi thẳng hai chân ra, thả lỏng tư thế này. Các bạn hãy nằm thư giãn từ 1 đến 2 phút ở tư thế này nhé. Nằm và cảm nhận nốt bài tập ngày hôm nay, và các bạn tập luyện và cảm nhận thế nào thì có thể comment ở bên dưới cho mình biết nhé. Vì đây là một cái bài giãn cơ cho bầu mà mình thật sự rất rất là yêu thích. Và mỗi lần mình giãn như thế này thì hầu như những vấn đề về đau, mỏi, nhức cơ đều được giải quyết. Các bạn hãy thử và cảm nhận cùng mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã tập bài tập đến buổi thứ tư rồi. Nào, chúng ta cùng nghỉ ngơi, thư giãn để đến với ngày hôm sau mình sẽ tập tiếp nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Bye bye!